Wow. Chúng ta có một cái bộ truyền thuyết mà chơi được rất nhiều line up trong cái trận đấu này. Tha hồ mà sáng tạo. Được, trận này hay đấy. Trận này chơi độc lạ được đấy. Được đấy. Mà chơi gì đây? Nó sẽ quyết định ở cái round thứ hai anh em ạ. Chưa biết. Cứ bình tĩnh. Trận này thì nhìn cái bộ truyền thuyết là chắc chắn là sẽ chơi được rất nhiều line up. Sơ sơ là nó giải đều luôn. Giải đều trong tất cả các line up luôn. Có cả Lancer, có cả Dark Spirit, có cả Tsunami. À đây rồi, được đấy. Đấy, có Dark Spirit, có rồng luôn. Có cả Sailing Assassin, có Squire. Chín hẹp này cũng được này, chín hẹp cũng được này. Rồi 6 Warlock cũng được này, rồi Aegisid. Aegisid Witcher, Aegisid Witcher 9 Hunter. Thậm chí là cả cái gì 12 con. Ui nhiều lắm anh em ơi, trận này nhiều lắm. Trận này có cả Shaman cũng được nhá. Có Squire là chơi Shaman luôn cũng được. Rất nhiều line up có thể chơi được. Đấy, rất nhiều line up chơi được. Nhưng mà lại cái bộ ngon nhất bây giờ, nó coi như là ngon nghẻ nhất bây giờ để leo rank thì lại không chơi được. Ơi giời. Gót đỏ không chơi được anh em ạ. Trận này gót đỏ không chơi được. Đấy, không chơi nhá, không chơi gót đỏ, không chơi gót đỏ. Trận này từ từ xem nào. Tôi thách thằng nào dám chơi gót đỏ ở trận này luôn. Anh em ạ. Thách thằng nào dám chơi gót đỏ luôn. Không có Kalom. Không có Kalom, không có Zerg, không có Khan. Đấy, mà lại còn có cái Dark Spirit. Thách thằng nào chơi gót đỏ đấy. Thằng nào mà chơi gót đỏ trận này thì mới gọi là giỏi này. Thằng nào chơi gót đỏ trận này mới giỏi này. Đấy, hay là tôi chơi gót đỏ. Gót đỏ rồng mập à. Nghe nói là bây giờ rất nhiều người chơi gót đỏ rồng mập. Đấy, trận này cho thử cái con gót đỏ rồng mập xem nào. Nói thế thôi, không chơi đâu anh em ạ. Trận này 1 tỷ con, nó counter cái con rồng mập. Không chơi được. Hả? Từ từ đã anh em, chưa biết. Cứ từ từ vứt gấu và câu tí này. Câu gấu này. Tôi đang có ý định là làm cái content là chơi gấu anh em ạ. Thế nên là bây giờ tôi cũng phải chơi thật là nhiều gấu để cho nó ra. Đấy. À mà anh em đã biết ba điều bí mật quan trọng cực kỳ của cái bộ gấu này chưa? Anh em biết chưa? Tôi biết. Sẽ có anh em là biết rồi. Khi mà anh em xem những clip trước của tôi chơi về cái bộ gấu này. Tuy nhiên tôi cũng biết là có anh em chưa biết. Đấy, thế nên là tôi lại xin chia sẻ lại cho anh em nhá. Xin phép được chia sẻ lại cho các anh em chưa biết ba điều bí mật cực kỳ quan trọng mà anh em chơi gấu cần phải biết. Đấy là cái gì? Thứ nhất, nếu mà anh em xác định chơi gấu nhá, trong cái trận đấu đấy anh em xác định là chơi gấu, anh em đam mê với gấu, thì anh em làm ngay cái bước này cho tôi, cái bước đầu tiên này cho tôi. Đấy, đấy là anh em vừa chơi vừa khấn. Nhá, vừa chơi vừa khấn. Đối với cả những anh em mà theo hệ Phật giáo nhá. Còn với các anh em mà theo hệ Thiên Chúa giáo thì anh em vừa chơi vừa cầu nguyện. Anh em nhá, vừa chơi vừa cầu nguyện cho tôi. Đấy. Còn nếu mà nhà anh em giàu mà có điều kiện ấy thì tốt quá, thêm topping nhá, thêm topping. Anh em thêm thánh giá, thêm hương vào để cho nó dễ ra. Còn cái điều lưu ý thứ hai, cái bí mật thứ hai mà anh em chơi gấu cần phải biết. Đấy là anh em chơi nhiều gấu à? Anh em thích chơi gấu thì anh em chơi nhiều gấu vào nhá. Anh em một ngày anh em sờ farm cho tôi 6 trận. 6 trận chơi gấu luôn. Đấy, anh em càng chơi nhiều gấu thì cái tỷ lệ ra gấu ấy của cái trận tiếp theo của anh em ấy nó sẽ càng dễ ra. Đấy, anh em thử xem nhá. Cái này là có kiểm chứng rồi. Có kiểm chứng qua rất nhiều người rồi chứ không phải chỉ tôi bịa ra đâu. Đấy, có rất nhiều anh em chơi gấu anh em thấy thế. Đấy, tôi chỉ coi như là đúc kết lại thôi. Thì anh em thử nhá, xong anh em confirm lại cho tôi. Đấy, chơi càng nhiều gấu thì tỷ lệ ra gấu càng nhiều. Đấy, ngày hôm nay anh em chơi 6 trận. Ngày mai anh em chơi cho tôi hẳn 7 trận đi. Nhá, xem là anh em chơi được bao nhiêu trận nó ra gấu. Đấy, anh em thử xem nhá, anh em có thể thống kê lại. Đấy, xong anh em confirm lại cho tôi. Rồi, còn cái điều thứ ba đây này. Tôi chia sẻ cái điều thứ ba và nó cũng sẽ là cái điều quan trọng nhất. Cái điều mà nó không tâm linh như hai cái đầu nhá anh em nhá. Hai cái yếu tố đầu tiên thì nó hơi tâm linh một tí, nhưng mà cái yếu tố thứ ba ấy thì nó rất là thực tế, nó rất là thực tế để tôi chia sẻ cho anh em. Đấy, anh em nếu mà anh em muốn chơi gấu ấy thì anh em lạp tiền cho tôi nhá, anh em lạp game cho tôi
nhá. Lạp game thì tỷ lệ ra gấu của anh em nó sẽ dễ hơn. Cái này nó là chắc chắn luôn nhá. Đấy, còn anh em muốn biết là tại sao mà lại lạp game thì nó lại dễ ra gấu hơn, thì tôi cũng lại chia sẻ cho anh em luôn. Mặc dù là tôi chia sẻ rồi nhưng mà tôi chia sẻ lại để anh em biết. Đấy là nhà phát hành muốn là chúng ta chơi nhiều hơn. Những cái người mà lạp tiền ấy, người ta được chăm sóc một cách cẩn thận như là khách hàng ấy. Đấy, thì những cái người lạp tiền sẽ có cái lợi thế hơn một chút. Cái tỷ lệ phần trăm roll này, rồi tỷ lệ ra những cái con gấu này, nó sẽ được cộng hơn so với cả những cái người không lạp tiền, những cái arc free bình thường nhá anh em nhá. Đấy nó chỉ là kích cầu thôi, để coi như là buôn bán ấy, bán được hàng thôi. Đấy, giữ chân được cái người chơi bỏ tiền ra trong game nhá anh em nhá. Anh em thử xem, tôi chắc chắn luôn với anh em là nếu mà anh em có lạp tiền ấy, anh em lạp battle pass ấy, hoặc là anh em mua skin ấy, thì chắc chắn là cái arc của anh em ấy nó sẽ dễ ra hơn đấy nhá anh em nhá. Đấy em cứ thử đi, em cứ thử đi nhá. Đấy còn để chứng minh thì tôi có thể ví dụ luôn. Đấy là tôi, anh em nhìn không? Đấy, tôi câu gấu và tôi không có battle pass, tôi cũng không có skin. Đấy nên là anh em thấy nó rất là khó ra. Anh em thấy tôi rất ít khi chơi bộ gấu là vì thế, anh em thấy không? Không ra nhá. Đấy, tôi không làm được cái điều đầu tiên. Tôi vừa chơi, tôi không có vừa chơi vừa khấn được. Nhưng mà tôi vừa chơi vừa khấn thì tôi lại không nói chuyện được với anh em. Đấy, lại thấy không? Đấy, tôi không thể đọc kinh, tôi không thể cầu nguyện được. Đấy, còn cái thứ hai nhá là tôi cũng không chơi nhiều gấu. Đấy, không chơi nhiều gấu luôn. Cái thứ ba tôi cũng không có battle pass, tôi không có skin. Thế thì làm sao mà ra gấu được anh em? Anh em thấy không? Thôi lại phải chuẩn bị sang Hunter à? Vẫn chưa biết chơi gì, mua một đống mải ở đây này này. Hơi bị coi như là lưỡng lự ở đây, nhưng mà chắc là bỏ Clyde đi đã. Rồi, chơi gì đây? Bán cái này đi, tabu đi. Một con Hunter nữa. Trời, khó nghĩ nhở. Làm nào giờ? Bán nốt con CM đi vậy. Tôi vẫn chưa biết là chơi cái gì ấy anh em. Đấy, mua CM định là chơi có thể là chơi Goblin. Chơi Goblin cũng được. Đấy, nhưng mà bây giờ nó vẫn chưa có gọi là hai sao co. Ví dụ như ở trong cái bộ Goblin thì hai sao co nó chính là con Tinker kìa. Con Heaven Bomber kìa. Đấy, chưa ra anh em ạ, chưa ra nên là cũng chưa biết là chơi cái gì luôn. Chưa biết là chơi cái gì luôn. Còn một cái điều thứ tư nữa mà anh em chưa biết anh em ạ. Đấy là hãy luôn tỏ ra thất vọng ở trong game. Hãy luôn coi như là tỏ ra là mình không có cái ý định chơi gấu thì nó sẽ ra. Ê, em thấy không? Được. Thế thì lại được. Thế lại được anh em ơi. Thế thì lại được, 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 được. Được. Được đấy. Được đấy. Thôi, cho ba Hunter vào anh em ơi. Thế là được rồi. Thế này mạnh rồi anh em ạ. Ok rồi. Thôi, tôi chỉ cần thế này thôi. Được đấy. Ok. Nhưng mà có chơi gấu không thì nó là câu chuyện khác nha anh em nhá. Đây là con gấu nó ra thôi. Nó ra để tôi chơi đầu game thôi nhá anh em nhá. Chứ còn bây giờ chơi với gấu ấy thì nó còn phụ thuộc vào nhiều thứ. Đặc biệt là cái con gấu nó phải lên 2 sao. Đấy. Còn cái tầm này là gì? Là vẫn đang Hunter nha anh em nhá. Vẫn đang Hunter, vẫn đang mua Hunter. Vẫn đang mua Hunter. Ui. Anh em thấy không? Tôi vừa mới nói là tôi không có ý định chơi gấu. Anh em thấy cái bí kíp này không? Cái điều thứ tư nó lại cuối cùng nó lại là cái điều quan trọng nhất. Đấy là anh em phải đánh lừa máy. Tỏ ra nhá, anh em phải tỏ ra là không chơi. Đấy. Còn lý do mà anh em không chơi được gấu ấy là bởi vì anh em không đánh lừa được máy, có thế thôi. Anh em không nói ra để cho máy nó nghe thấy nhá. Rồi. Tính xem round tiếp theo gặp thằng nào. Vậy là gặp thằng Eco. Gặp thằng Eco thôi, không có gì đáng lo cả. Eco mà đang ở top 8 level 5 thôi rồi. Round sau không làm gì cả. Đúng không? Đúng rồi, chính xác. Round sau không làm gì cả. Round sau là chúng ta chỉ có ấy thôi. Chúng ta chỉ có giữ nguyên thôi. Round sau nữa thì mới up cấp. Rồi, xem cái món đồ này thì lấy được cái gì đấy.
Tôi cũng chưa muốn lấy đồ. Từ từ chút. Bây giờ vẫn chưa xác định ở chơi gì anh em ạ. Đang định ở chơi cái gì đây thì tôi cũng chưa biết đây. Đang đây đang phải ôm một đống thứ đây này, Hunter này. Vẫn đang trên cái con đường là build theo cái con đường Hunter đấy. Tuy nhiên là vẫn phải mua mấy cái con mết ở đây, bởi vì gian có mết giả sử, nhưng mà bây giờ mà nó có 6 mét và kẹp thêm cái con gấu mết này thì nó cũng là tuyệt vời luôn. Đấu game từ từ đã. Chưa biết là như ơ, thằng này sao có 6 con thế này? Vãi cứt áp 6 á. Nhưng mà tôi nghĩ là tôi vẫn ăn được thôi. Hóa ra là cú lừa đến từ bạn à? Cú lừa đến từ bạn à? Áp 6 cho là định kiếm sách đây mà, kiếm sách rồi. Rồi. Ok rồi. Ê được đấy, Hunter à? Thôi được, cái con này thì áp 7 cho vào thôi. Vừa đẹp anh em ạ. Vừa đẹp. Chưa biết. Nói chung là chưa biết, từ từ đã. Bây giờ nhá. Mua Wizard về, mua Grand Herald, mua Saudivo về. Có 3 con gấu rồi anh em ạ. Tí nữa là cho vào là kích hệ. Tuy nhiên là từ từ đã, bởi vì là bây giờ chúng ta đang thắng ấy. Nếu mà kẹp sớm là thua ấy, là mất chuỗi. Đấy, bây giờ kẹp hai con quy giạt vào là mất chuỗi ngay. Thế là phải từ từ đã. Tôi nghĩ là lên 8 rồi kẹp, lên 8 kẹp là vừa. Chứ mà bây giờ kẹp chưa chắc đã là ổn đâu. Ui, thằng này khỏe đấy, vào cái giết hai con rồi. Ây da, không bạn ơi. Tớ có đang có chuỗi, tớ không làm cái điều đấy đâu. Tớ không làm điều đấy đâu bạn ơi. Rồi. Rồi bây giờ từ từ anh em ạ. Bây giờ ít nhất là cái con Thunder Spirit ấy nó lên 2 sao, hay con gấu mết nó lên 2 sao tôi mới kẹp cái kiểu kia cơ. Còn cứ phải Hunter là chân lý anh em ạ, chân ái đầu game. Chân ái đầu game cứ 3 Hunter mà phang thôi, rất là đơn giản. Mà hiện tại tôi đang có cái chuỗi rồi, tôi chắc là tôi phải lấy đồ tôi giữ chuỗi thôi anh em ạ, chứ còn bây giờ lại cởi trần không có giữ được cái chuỗi đâu. Lấy tôi nghĩ là lấy cái huyết trượng trước. Lấy cái huyết trượng trước. Cái huyết trượng thì chơi đội hình nào cũng cần. Ok. Mà thôi tôi nghĩ là cái trận này không chơi Hunter đâu. Hunter tôi cũng làm content, tôi cũng vừa mới làm xong cái bộ Hunter chơi rồi. Cái bộ này tôi nói thật với anh em là Hunter tôi chơi nhiều lắm. Hunter tôi chơi cực kỳ nhiều luôn. Cái bộ Hunter với bộ God là hai cái bộ mà tôi chơi nhiều nhất mà. Đấy. Kế đó là Exorcist các thứ đi cũng nhiều. Thôi cái trận này không chơi cái bộ đó nữa. Chúng ta không chơi bộ Hunter nữa, chúng ta chơi mết đi nhá. Mết trận này chơi mết Saman được luôn. Mết Saman ổn luôn nhá, có Squire. Đấy, kẹp Saman hàng Ryu luôn chứ không cần phải fake. Trận này là có thể chơi Ryu Saman được rồi. 6m 4 Saman thì sao? 6m 4 Saman thì sao? Hay là 3m, hay là chơi 3m xong toàn Saman cũng được. Với cái meta này thì tôi nghĩ là cái trận này cũng chơi Saman cũng ổn đấy. Trận này là thế nào cũng sẽ có thằng chơi Exorcist. Mà Saman thì nó lại counter Exorcist anh em ạ. Đấy, mà mình chơi Saman mình counter Exorcist thì tuyệt vời. Tuyệt vời luôn. Trận này chắc chắn là sẽ có nhiều người chơi Exorcist. Do cái bộ truyền thuyết ấy, nó khỏe. Ok. Thôi nhá, chúng ta sẽ chơi Saman. Đấy, tôi chốt luôn Saman luôn. Đấy, bây giờ trên cái con đường là giữ máu để chuẩn bị form đội hình 6m 4 Saman. Ở level 10. Đấy, còn trước level 10 chắc là 3m thôi, chơi 3m thôi. Ui, ra cả human này, ra làm tí human đúng không nhỉ? Làm tí human cho nó có tí sách không nhỉ? Nhưng mà thôi. Vớ vẩn, bỏ human vào thì nó lại không có gấu. Bỏ human vào bây giờ thì nó lại không ra gấu. Đấy, mà nếu mà bỏ Hunter đi thì nó lại không đép được quái. Thôi. Không được anh em ạ. Cái này tôi chỉ mua tạm con human để tí nữa cho vào thôi. Còn cái tầm này thì tôi chưa lấy được. Tầm này mà cho human vào lấy sách thì có khi lại quái nó cũng toang luôn đi như. Cứ bình tĩnh anh em ơi. Phải ba Hunter vào để đép quái lấy đồ đã, lấy đồ quan trọng hơn chứ. Quyển sách thì có đáng là cái gì đâu. Bây giờ đang có tiền mà. Mình đang có chuỗi thắng. Chúng ta đang có chuỗi thắng cộng 7. Nói chung là về vấn đề tiền thì thoải mái. Chơi gấu thì lo lắng gì về vấn đề là không có tiền up cấp đâu. Đấy, còn đến lúc lên cấp 10 rồi hạn hay. Ở đây rồi, một quả trứng thôi, xin một quả trứng.
xin một quả trứng thôi. Thôi bây giờ up cấp rồi, up cấp lên cấp 8 này. Bây giờ kiếm thêm một cái con mết lửa cho vào, kích hoạt 3 mết là ngon anh em ạ. Còn một cái free roll này, roll này, roll nhẹ cái đi. Ui giời, được đấy, được đấy, 3 mết đây rồi. Rồi 3 mết banter. Được đấy, được đấy, được đấy. Đấy, bây giờ kiếm thêm con CM nữa ngon này. Từ từ nhá, bây giờ tăng mana là hơi chậm, bắn trưởng hơi chậm đấy. Tầm này là bắn trưởng hơi bị chậm. Rồi lấy đồ tiếp đi. Đây rồi, món này là hơi bị khỏe luôn. Gậy tà ác cộng 50% đam. Bây giờ thì là khoảng 35% thôi, nhưng mà tí nữa lúc mà có cái món đồ cam thì nó là 50% luôn. Tức là nó như là cái huyết trượng full stack ấy. Như là huyết trượng full stack luôn. Rất khỏe. Còn nó sẽ bằng một nửa cái huyết trượng ở level 2. Khỏe đấy chứ. Hay quá, không đẻ được con sói luôn. Rồi. À đây rồi, đây rồi anh em ơi. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Saman. Bây giờ bán một con đi. Lấy slot. À hay là tôi lên 9 luôn nhỉ? Đủ tiền lên 9. 41 tiền lên 9 nữa rồi. Lên mẹ 9 đi, đang có chuỗi anh em ạ. Lên 9 vứt thêm con gấu vào, ngon. Được. Lên 9, lên 9, lên 9, lên 9, lên 9, lên 9. Lên 9 luôn. Cái con gấu mết thì nó có kẹp 3 mết vào, nó tín lắm anh em ạ. Tín lắm. Riêng cái con gấu mết hoặc là con gấu xin hay là con gấu đá, nó đều là những cái con rất mạnh giai đoạn đầu game, kể cả là một sao. Bây giờ cho vào cái giữ chuỗi ngon rau này rồi. Cứ phải an toàn đã, chơi an toàn đã anh em ạ. Đấy, trận này có Exorcist nhiều mà, anh em thấy không? 7 thằng chơi Exorcist Wick luôn. Trận này có 7 mà không chơi Exorcist Wick thì lại bị ngu anh em ạ. Rồi, nhưng mà anh em tâm, tôi chơi cái bộ Saman thì nó cũng không ngại cái bọn Wick này nữa đâu. Mua Saman này. Tí quên. Mải nói chuyện, tí quên. Ủa. Tôi đang có ý định là đưa lên 11 ấy, nhưng mà đang hơi bị thiếu slot ở đây. Căn bản đéo thấy ra mết nhờ, vẫn phải ôm Hunter để giữ chuỗi đây này. Thằng nào chưa gặp nhỉ? Còn thằng Toàn Như. Toàn Như Fudo chưa gặp, Fudo có chuỗi chưa gặp. Khả năng gặp round này rất cao đây. Toàn Như. Toàn Như chơi Hunter à? Qua được cái round này không nhờ, trông có vẻ to đấy. Ăn được không? Được không, được không, được không, được không, được không? Xoay quạt đẹp. Cũng to bạn ơi, được rồi. Vậy là round sau phải xả tiền gấp. Round này chắc là tôi phải xả tiền thôi. Tôi nghĩ là round này tôi sẽ phải xả tiền. Roll nha anh em nhá, tầm này hơi đuối rồi anh em ạ. Thôi, tôi nghĩ là tôi xả tiền đây. Không là thua là mất chuỗi đấy. Thôi, roll đi. À đây, mèo rồi. Mèo này chơi được, mèo này chơi được. Đây, 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 đây. Mạnh thêm được một chút, cho con mèo này mạnh thêm được một chút. Cái lửa. Cái lửa. Ui, đéo ra. Cái lửa. Ui ôi, đéo ra cái gì cả này. Lên đi. Ui giời ơi. Thế này thì không được. Thế này thì không được. Chán thế nhở. Ăn nổi cái rau này không đây. Ăn nổi không? À được, 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 được. Ui, con mèo kẹp vào nó tín thật đấy. Ba con gấu mết anh em ạ. Hay quá. Giữ được chuỗi này rau thứ 21 rồi. Rồi, dần dần loại mấy cái con Hunter ra thôi anh em ạ. Loại dần Hunter ra thôi. Đây, chúng ta kẹp được gấu này. Kẹp tạm gấu ở round này. Ba gấu. Đồ hơi lèo khèo. Kẹp như này kích hoạt 4 gấu đã anh em ạ. Kiếm mấy con gấu mết 2 sao. Bây giờ nếu mà ra con gấu mết 2 sao thì ấm luôn.
kích hoạt 4 gấu tỷ lệ nó ra nó nhiều hơn. Tôi cũng chỉ cần là mong là được cái con gấu mết nó lên 2 sao thôi anh em ạ. Xong rồi tôi cũng bán hết mấy con linh tinh đi, tôi kẹp Saman mà thôi, chứ còn tôi cũng không mong gì nhiều đâu. Tôi không mong gì nhiều đâu. Lên 10 là 6 mết, 4 Saman, đúng sách giáo khoa. Chứ còn tôi cũng không mong là lên được cái con, mấy cái con nó lên 3 sao thì tôi cũng không mong, tôi chỉ cần 2 sao thôi. Nó vẫn kẹp 2 Saman là được. Đây rồi. Nhưng mà nó lại đéo phải con kia. Ôi chết rồi, thiếu slot anh em ạ. Chắc phải lên 10 thôi. Ôi lên 10, lên 10, lên 10. Ôi nhưng mà lên 10 vẫn thiếu. Thôi chết rồi, quên tính nhầm rồi. 8 tiền mới đủ. 8 tiền mới đủ. Bán con này đi mới 7 tiền thôi. Ôi mẹ ơi, thiếu 1 tiền. Thiếu 1 tiền mới cay như này. Thế thì cho mèo vào chơi như nào đấy. Đây, chơi như này anh em ạ. Chơi như này, như này lấy tạm, bỏ con giả ra. Rồi ok. Nhưng mà vớ vẩn là mất chuỗi ở round này là nó cũng cao. Khả năng mất chuỗi cao đấy. Khó. 6 Hunter, 6 Hunter. Ơ, ăn rồi không? Ui, được đấy. Ui, được đấy. Rồi ôi, à đây rồi. Gấu Saman lên 2. Trời ơi, tuyệt con nhà bà vời luôn. Tuyệt con nhà bà vời, được. Thế này là được rồi, ổn rồi anh em. Ổn chưa? Thôi được rồi. Cho hai con mèo vào ngon hơn đấy nhở. Hai Saman được không? Như này ổn hơn không? Dồn đồ cho gấu đá đấy. Ổn không nhỉ? Ôi tôi chết tôi rồi. Con gấu đá nó đứng trước mặt của con Lancer với cả con Aquaman thì kia thì toang rồi. Ôi mẹ ơi, cặp cái thằng này nó chơi cái gì đấy. Ôi chơi Kira Warrior. Lạ nhá. Phải cướp khỏe đấy chứ, không yếu đâu. Kira Warrior thì chơi ở 10 gì nữa, đúng không? Này lên 10 kẹp là 9 Warrior, kẹp Kira vào. Đúng rồi. Giờ chưa có 9 Warrior, chơi ở 8 là 6 Warrior kết hợp với 2 Kira. Mạnh vãi cướp. Đùa. Cắt được cái chuối của tôi nữa rồi, tôi chắc là lên 10 kẹp 9 Warrior vào đánh luôn Velom luôn cho nó nhanh. Nhưng mà cũng phải đến round 30 cơ. Round 30 mới có món đồ Kira mới chơi thế được. Rồi. Đấy, cho hai con Saman vào. Tạm thời thì thôi, đây cho con này vào. Con mèo bây giờ chuẩn bị bán rồi anh em ạ. Con mèo bây giờ vô dụng rồi, mèo 1 giờ tầm này thì đánh đấm gì nữa đâu. Bây giờ chủ yếu là tôi nghĩ là dồn đồ cho con gấu mết này là được rồi. Ra gấu mết 2 sao là ổn rồi đấy anh em ạ. Chơi chuyển sang 6 mết chơi thôi. Này bạn ơi, bạn chơi Ego Seed à? Mà bây giờ vẫn chưa có con CM anh em ạ. Bây giờ kích hoạt 6 mết bằng cái con rồng à? Kích hoạt 6 mết bằng cái con rồng này à? Trận này lửa quá anh em ạ. Không ra con giờ so, không có mana, không tăng được mana luôn ấy. Đây toàn đồ, không có một cái viên ma lăng nào để chơi cả. Mà không cho tôi con CM để tôi chơi. Lừa. Cú lừa thật đấy. Thề chứ đánh thế này thì bao nhiêu lâu nữa thì cái con gấu mết nó mới tung trưởng được. Khổ thật sự. Bây giờ tôi cần là cái con gấu mết nó có thể tung trưởng sớm được thôi, một cái bờ linh thôi. Cần cái bờ linh ấy. Chứ còn 6 mết thì quá mạnh rồi. 6 mết kết hợp với con này quá mạnh. Bây giờ chỉ cần là con này nó tung được trưởng thôi là ngon. Đợi oánh đến mốc mồm không tung được trưởng. Đồng đội chết hết rồi mới bắn được chú trưởng lần đầu. Ây da, mạnh phết nhở. Ui, gấu đá gánh thế nhở. Ui, được đấy. Gấu đá khỏe chứ. Ơ vớ vẩn gấu đá 3 này. Ờ được. Tầm này phải roll anh em ạ. Ừ. Đây.
tôi roll, tôi kiếm human, tôi kiếm con CM vào, kiếm human, kiếm quyển sách anh em ơi. Ra rồi, so đi mẹ. Thôi dùng tạm con rồng này vậy. Kích hoạt 3 human cả. Cay nhờ. Rồi cái con quan trọng nhất thì nó đéo ra. Mà cái con đấy một tiền chứ. Mà bây giờ lên 10 kiếm lên bao giờ nó mới ra cái con đấy đây. Khó rồi. Khó đấy. Quan trọng là phải ăn được cả cái đau quái này nữa cơ thì mới có sách cơ. Đây là một quyển thôi. Cần tất cả là 12 quyển sách để lên được level 11. Bộ này tôi chơi, tôi thường là tôi sẽ chơi ở level 11. Chơi level 11 anh em ạ. Rồi đây có viên ma lăng đây rồi. Mày qua có cái blink anh em ạ. Thôi sống rồi. Ui ra cái CM luôn. Đấy, được rồi thế ok rồi đấy. Ok rồi đấy. Vãi hết cả cướp. Quyển sách đầu tiên của tôi blink. Ghép giáp luôn. Ghép giáp luôn. Ok. Round này là chúng ta có đủ mọi thứ để chúng ta chơi được cái bộ này rồi đấy. Có blink rồi. Rồi có CM, có blink. Ok. Có CM, có blink. Đấy bọn này từ từ, bọn human này từ từ đến round tiếp theo. Round 30 cho vào kiếm tí sách anh em ạ. Round quái, cứ round quái thì kiếm 4 sách thôi. Round quái kiếm 4 sách, còn round bình thường thì chúng ta kiếm một sách thôi, một quyển thôi là được rồi. Ok, ui trận này có thằng chơi mết này. Chơi mết human à. Ui giời, đẩy chết luôn không? Còn một máu. Rồi, xin thử sách nhá. Tầm này không tham được 6 human đâu. Thằng kia sao tham 6 human xuống hố thôi anh em ạ. À. Cái tầm này là cái tầm mà phải form được cái đội hình mạnh rồi, chứ còn 6 human tầm này yếu. Đấy, ui, vậy là có tới 3 người chơi 6 mét. Ui cái trận này là cái trận đấu này nhiều người chơi có con đường mết thế nhở. Đấy mà hai cái ông đang chơi mết đang top 1 top 2 này. Căng thật. Trận này lại hóa ra lại có rất nhiều người lại tin tưởng vào cái bộ mết 6 mét luôn. Ghê đấy, ghê đấy. Egosit bây giờ lại nó lại chỉ đứng top 3 thôi nhá anh em nhá. Bọn Egosit bây giờ nó vẫn đang đứng top 3 thôi. Chứng tỏ là mết nó đánh nó cũng được đấy chứ. Khỏe đấy chứ. Khỏe đấy. Rồi, chúng ta cứ đợi đến ra 30 rồi chúng ta có thêm 4 quyển sách nữa, chứ không có chơi 4 sách bây giờ nha anh em nhá. 6 human bây giờ là xuống hố chắc luôn. Bây giờ là phải kết hợp vào với cả gấu với cả Saman thì mới mạnh được anh em ạ. Tôi chuẩn bị là tôi... Ui đây, thằng này mạnh này. Thằng này mạnh này, thằng này mạnh này. Đấy, thấy không? Khỏe đấy chứ. Ơ à, chơi cái gì đấy? Ui, khỏe đấy chứ. Chơi cái gì nhỉ? Chơi cái đéo gì kẹp cả con cây vào vậy? Bán nó rồng đi. Bán rồng đi, mua Kunka anh em ạ. Thuyền trưởng mạnh hơn. Rồi, bán nó rồng này đi. Mua CM. Ok thôi. Từ từ đã, tiết kiệm đã, tiết kiệm đã anh em ạ. Tích tiền đã. Tí nữa là phải roll hàng Saman. Saman toàn còn đắt tiền rồi, 4 tiền, 5 tiền. Bình tĩnh. Không vội, không vội, không vội. Tí nữa là chúng ta bỏ gấu ấy thôi, chúng ta bỏ gấu ấy thôi. Con gấu đủ 2 tiền thì thế nào cũng bỏ rồi. Đấy, con chỉ giữ lại con gấu mết với con gấu Saman thôi để kết hợp vào 4 Saman 6 mét ở đây. Ui, lại kinh ấy nhá. Lại Blitz, lại có Kira, có 2 tia. Phải đấy, nhưng mà sắp chết rồi. Nhưng mà sắp chết rồi bạn ơi. Ui giời, ủ mạnh nhờ. Con gấu lướt kinh thật đấy. 6 cửa lai mà lướt thấm á. Ui đây này. Cố vẩn gấu Saman lại lên được 3 sao này. Được đấy. Mà cái tầm này thôi tôi cũng chả mong cái con gấu Saman nó lên được 3 sao đâu. Bây giờ tôi lên 11 tôi kẹp thêm con gấu nữa thôi chứ còn không có con này chắc là còn 3 con nữa thì khó. Nó quá chậm rồi. Quá chậm cho cái trận đấu này rồi. Nó bị chậm rồi anh em ạ. Ghép cái cầm đánh này. Tầm này thì không lên được 3 sao đâu, còn 3 con nữa cơ. Thôi. Từ từ đã xem nào. Thực ra 3 sao vẫn được nếu mà lên 11. Nếu mà tôi lên được 11 thì tôi kẹp 4 Saman với cả 4 gấu. Ừ đúng, cũng được đấy chứ.
cũng được đấy chứ không phải là không được đâu. Từ từ đã xem nhá. Nếu mà tiếp tục kẹp được 4 gấu thì nó lại vẫn là ok. Rồi, lần này tôi thắng rồi. Hay quá. Ui rồi anh em ơi, cái thằng Egosit nó bị cái thằng mết nó đấm kìa. Chứng tỏ là mết mạnh nữa chứ. Anh em ơi, tôi thấy cái thằng Egosit nó vừa bị đấm còn có 35 máu anh em ạ. Wow. Chính ra trận này ba người chơi mết đều ngon nhá. Chính ra trận này chả qua là vì là có ba người chơi thôi chứ còn là ngon đấy chứ. Hay là nó bắp ngầm cái bộ này lên nhỉ anh em nhỉ? Có phải không? Nó bắp ngầm cái bộ 6 mét lên đúng không? Khỏe đấy chứ. Khỏe đấy chứ. Đấm me Egosit được như con mà. Đấy là con chơi có 3 rồng đấy. Thằng kia nó chơi có 3 rồng mà nó đấm Egosit như con luôn. 3 rồng 6 mét. Tôi cũng 6 mét nhưng mà tôi chơi Saman cơ. Saman thì counter được cả hai luôn anh em ạ. Counter được cả 6 mét mà counter được cả Egosit luôn. Đấy, biến thành Saman là mất hiệu ứng trừ kháng phép rồi mất hiệu ứng trừ giáp. Saman ngon hơn. Đấy rồi. Ê, món đồ là gì đấy? Này, lấy cái gì? Cầm đánh 2 à? Nói chắc là lấy cái cầm đánh đấy chứ còn lấy được cái gì nữa đâu. Hay lấy cái búa sét nhỉ? Lấy cái búa sét cũng được. Thêm nam anh em ạ. Lấy cái búa sét cũng được. À, thôi lại cho biết vào. Đánh từ tốn thôi. Đấy. 1-2 round nữa là chúng ta có ấy. Chúng ta sẽ có đủ sách để up lên 11. Chơi bộ này chơi 11 thôi anh em ạ. Chơi 11 thôi. Chứ không chơi 12. Ủa, thầy có 7 rồi. Ui, có 7 cung đen BKB 3 tia. Có cái món đồ 3 tia ở ra 30 nhưng mà ôi trông không ăn thua. Trông không ăn thua anh em ơi. Đấy anh em thấy không? Ui giời không ăn thua. Có 7 vẫn đéo ăn được này. Thế thì thôi, thế thì xác định mết mạnh hơn anh em ạ. 6 Egosit đéo ăn được 6 mết này. Anh em thấy không? Được cái chứ, được cái chứ. Có cả 7 rồi nhá, có cả 7 rồi đấy nhá. Có cả 7 rồi vẫn đéo ăn được luôn. Về căn bản là cái bọn này nó lướt cho một phát chết hết rồi còn đâu nữa. Thế là cái thằng Egosit tưởng là meta nhưng mà lại vẫn yếu hơn anh em ạ. Vẫn đuối hơn, vẫn yếu. Giờ lên level 11 kẹp Saman vào đấm cả hai luôn. Thằng Egosit còn có 28 máu thôi. Bọn Saman nó đẩy kinh khủng lắm. Bọn Saman nó đẩy khủng khiếp luôn. Một round nó để đẩy hay mấy máu cơ anh em ạ. Kinh khủng luôn. Ừ, round này gặp thằng 6m này. Không ăn được luôn anh em ơi. Ui tôi ăn được thằng này rồi. Cho Storm Saman vào tín vãi đài luôn. Đặt quả vòng được đấy. Nhưng mà lọt có một con. Lọt có một con anh em ạ. Quả Static Storm của Storm Saman đặt một phát tất cả đội hình của địch ở trong vòng. Không tung trưởng được luôn. Kinh thật. Rồi kiếm ra 2 rồi. Tầm này. Ơ Saman mua tiếp. Xả tiền mạnh lên tí. Trận này xác định là toàn Saman thôi anh em ạ. Đấy rồi. Xả tiền mạnh tí anh em ơi. Kiếm con già. Đây ơi. Ui dùi. Được đấy. Sao nào. Được rồi. Ok. Có slot. Có slot. Đấy. Ơ. Sao thằng Egosit còn có 23 máu đấy kìa. Vừa lấy 28 máu. Tức là cái thằng Egosit nó vẫn thua. Ôi dồi ôi. Cái thằng Egosit nó vẫn thua. Thằng 6m kìa. Nó thua cả hai luôn anh em ạ. Ôi mẹ có 7 rồi vẫn thua. Có 7 cung đen, có BKB vẫn thua. Ơ. À bây giờ lại chuyển đồ cho con ấy. Ui giời, nó chưa không ăn thua luôn. Chuyển đồ cho Fallen Witcher vẫn thua anh em ạ. Còn có 12 máu, thôi xong rồi toang rồi bạn ơi. Không phải meta rồi. Mà cứ giữ tiền đi. Sắp chết đến nơi rồi bạn ơi. 50 tiền không xả mạnh nên sắp chết rồi. Hoảng loạn luôn đấy chứ. Không phải phải đùa đâu. Round 12 này 12 máu thế thôi nhưng gặp thằng nào cũng chết anh em ạ. Cái tầm này tôi nói thật với anh em, gặp thằng nào là chết. 6m bây giờ nó chân lý lắm. Trời ơi. Egosit cứ tưởng mạnh cơ. À chắc là anh em thấy hôm qua tôi chơi thấy mạnh đúng không? Có 7 cái cung đen bắn thôi rồi.
cung đen bắn cho cái gì nhỉ, cái gì nhỉ, nhất tiến à, nhất tiến hạ xong điều à? Không anh em ơi, nó không đơn giản như thế đâu. Không hề đơn giản nha anh em nhá, không hề đơn giản một chút nào hết. Nhìn thì nhìn thế thôi, nhưng mà gặp những cái bộ như này thì vẫn toang. Ui ôi kìa, Static Storm. Ui rồi ôi, đặt ngon quá, hay quá nhờ, được quá, lại có sách rồi. Không đơn giản đâu bạn ơi, lên 11 xong rồi anh em ơi, lên 11 được rồi, kiếm tí lên 12 thôi nhở. Ờ hay là bây giờ tôi nhây tôi lên được 12 không, bây giờ cố tình nhây để lên 12 không nhở. Bây giờ vớ vẩn lại lên được 12 chứ, 12 kẹp vào là gì, 6m6 sa man. Ơ ui, 6m4 sa man, bây giờ còn 6m6 sa man nữa cơ mà. 6m6 sa man luôn đấy, kẹp thêm hai con sa man nữa luôn đấy, lên 10 là có 4 con sa man rồi, nhưng mà đây tôi lên hẳn 12 luôn, kẹp thêm hai con sa man nữa đấm cho nó khỏe anh em ạ. Mà nói chung là cái bọn Aegisit thì nó cửa gì nó đánh được với bọn sa man anh em ơi, counter muôn đời rồi, ra hẳn con 7 luôn, ra 7 không ăn thua. Cái lý do tại sao anh em biết không, chơi sai sách giáo khoa anh em ạ, cung đen chưa lên 3 và đã áp 10, rất sai sách giáo khoa luôn. Rồi bây giờ tôi nghĩ là tôi sẽ lấy cái chén thôi, lấy cái chén đó, chuyển đồ cho già đi, tôi cho Saman vào đây anh em ạ. Bây giờ tôi kẹp Saman vào đây rồi, tôi nghĩ là không lên 12 được đâu, nó gọi chỉ là vui thôi chứ còn làm sao mà lên được 12. Đây anh em ơi, kẹp toàn Saman vào cho tôi, kẹp toàn Saman vào, tất cả đều là Saman hết anh em ạ. 5 con Saman, 5 con Saman ở đây. Úi rồi, thằng này nó phải chuyển đồ cho con Lancer kìa anh em kìa, nó sợ 9 mét đến mức mà nó chuyển đồ cho Lancer. Lancer chắc gì đã ăn. Ồ à, ừ, nó vẫn ăn. Khốn ấy, khốn ấy, khốn ấy, khốn ấy. Thằng này không tham con 7 anh em ạ. Không tham con 7 mà bắt đầu chuyển sang là chơi là Aegisit. Xong rồi nó kẹp thêm cái con Lancer vào, chống mết anh em ạ. Chống mết mà Lancer có đồ của Aegisit Ranger nó chuyển sang. Đấy, mạnh vậy, cũng nguy hiểm. Đấy, mà nó vẫn đánh nam thuần cơ, nó vẫn được đánh nam thuần bởi vì nó có kích hoạt 4 wick mà. Là Lancer đánh nam thuần luôn ấy, ở trong bộ Aegisit. Đấy, tức là nó sẽ kẹp cái con đấy và nó đấm cả hai, nó đấm cả tôi, nó đấm cả thằng bếp kia. Nhưng mà chưa chắc đâu nhá, cái bộ Saman này nó ảo lắm anh em ạ, à, cái bộ Saman này của tôi nó ảo lắm, nó chưa chắc nó ăn được đâu. Cứ nghĩ là ở Lancer thì counter được vào mết đấy, bắn đam phép vào thì là sống đúng không, nhưng mà không đơn giản là như thế đâu anh em ơi. Cái bộ này này, cái bộ Saman này nó ảo lắm, nhiều khi nó ra mấy cái con lại đam vật lý cơ. Ơ ơ kìa, đây anh em thấy chưa, tôi vừa đẩy được cái 12 máu kìa. Ui rồi ơi, tưởng thế nào, anh em thấy không, không đơn giản đâu, cái bộ Saman nó ảo lắm. Ảo không anh em, Lancer full đồ mà vẫn toàn mẹ quỳ, cứ ngỡ như là Lancer có thể chống được mết đấy, Lancer vẫn còn Aegisit các kiểu thứ vẫn toàn. Thôi thế thôi, xong rồi anh em ạ, trận này tôi chuyển hết sang Saman là tôi ăn luôn thằng này luôn, trò chơi thế đến đây nó là kết thúc rồi. Đây rồi, bây giờ tôi thôi một round nữa, round sau, round này mà không ăn được thì round sau. Nhưng mà làm gì ấy, cửa không ăn được anh em ơi, chuyển hết sang Saman thì đâu có bị hiệu ứng của 9m đâu, à hiệu ứng của mết đâu, bắn không xi nhê anh em thấy không. Thực ra đội hình của tôi chết hết nhưng mà mấy cái con biến Saman thì nó vẫn còn sống. Ui rồi ôi, mạnh đấy, kinh thật. Mà cái đội hình này nó counter được cả hai thằng mà, tôi nói từ đầu rồi là cả hai thằng đều bị counter bởi Saman thôi. Mấy con Saman nó không có hiệu ứng trừ giáp, nó không bị cái hiệu ứng trừ giáp và nó cũng sẽ không bị cái hiệu ứng giảm kháng phép của 6m anh em ạ. Ngoài ra thì nó còn đấm một phát là chết luôn nữa. Cái bọn Saman nó đấm một phát chết luôn, không có hồi sinh, không có cái chuyện là 3,5 giây bất tử của bọn Aegisit đâu. Đấy, mạnh không? Ui giời, anh em thử nhá, được đấy. Anh em thấy hay để lại tôi một like nha anh em nhá. Clip này mà được trên 100 like, à thôi 120 like đi, chứ còn 100 like cái giới hạn đấy thì nó hơi ít.
Tôi thấy là anh em toàn là dễ dàng đạt được thôi. 120 like nhá anh em nhá. Tối nay tôi sẽ ra thêm một clip nữa nhá anh em nhá. Ngày sẽ ra hai clip. Nếu như còn thời gian, anh em có thể chọn clip bên trái để anh em xem tôi chơi bộ Exit, và anh em có thể chọn clip bên phải để xem một siêu phẩm của tôi mang tên God nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào buổi tối nay. Bye bye.